Thử thách một ngày ăn theo thằng cháu, nó ăn gì mình ăn đấy. Vừa dậy cái là tôi lạch bạch chạy xuống nhà luôn, đã thấy nó lúi húi ăn gì rồi. Út tà tà có cả gà cơ đấy, ngon nha, cho xin miếng. Cũng may là nó thảo lảo không là tôi chết đói. Ngoài một phần sốt thì nó còn mua kimbap và gà lắc phô mai nữa nè. Sự kết hợp giữa gà sốt và kimbap là chuẩn bài rồi. Ăn xong bữa này là nó nê tới chiều. Ủa lại đặt nữa hả? Bình thường ăn một suất như thế là no lắm rồi ấy, nhưng mà chắc vừa nãy có tôi ăn chung nên bây giờ cu cậu lại đói. Má ơi, trông cái khay chân gà rút xương ngon xỉu luôn. Sau khi được sự cho phép của thằng cháu thì tôi cũng chén được mấy miếng. Cậu ăn mặn no nê rồi hai đứa bấm bụng bảo nhau là thôi order chè đi. Tới nơi thì cu cậu đổi ý đòi ăn hoa quả dầm, còn biết sẽ ăn chè xoài. Đúng tham thì thâm, ai bảo không chừa lại cho tôi một miếng cơ. Địa chỉ chỗ này tôi biết nó tên là quán số 9 ở trên đường Lê Lợi gì ấy. Ăn tới ăn lui xong tự dưng tôi mới thắc mắc là tại sao nó đạt được nhiều quán ngon rẻ thế. Hỏi ra mới biết là cu cậu cứ giờ này lên GrabFood order đồ ăn là rẻ lắm luôn. Đã thế nghe bảo đâu từ mai còn có flash sale cả ngày với mã giảm giá 25k cho đơn 30k nữa thì còn gì bằng.